Ankato xây nhà cùng bạn, Ankato xây nhà cùng bạn. Rất vui mừng gặp lại các bạn trên kênh Ankato xây nhà cùng bạn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ với anh chị một cái căn nhà vườn mái Thái rất là đẹp mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho quý khách hàng. Và công trình này có 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ, khu vực bếp. Thì mời bạn Caramel chúng ta sẽ cùng tôi khám phá cái không gian của công trình trên cái hồ sơ bản vẽ chi tiết ở đây. Thì tôi sẽ gửi các anh chị nhìn. Ở đây thì các anh chị có thể quan sát được cái không gian của ngôi nhà này. Thì các anh chị nhìn thì tôi sẽ chia sẻ, đây là cái không gian từ phía bên này sang phía bên này của chúng ta là 16m, chiều sâu nhà từ cái phần đây xuống đây là 10m các anh chị nhé. Thì các anh chị nhìn đây, đây là mặt tiền chính này, cái vị trí cột này và cái khu vực cái trang trí cột chúng ta sơn màu nâu cà phê, cái điểm trang trí ở đây chúng ta cũng sơn màu nâu cà phê này, và cái đường tròn ở đây thì các anh chị nhìn cái đường tròn, điểm đặc biệt đây là cái bán kính của nó là 1m này, 1m này đấy. Rồi ok, đây là cái hệ mái của công trình. Chúng ta nhìn thì mái nọ, giao mái kia chúng ta nhìn nó rất là đẹp. Rồi, đây là ở khu vực góc nhìn tiếp theo. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ lên trên cao, chúng ta nhìn được tổng thể không gian của công trình. Với công trình toàn bộ chúng ta làm nhôm sifa hết các anh chị nhé. Đấy, đều là nhôm sifa hết này. Và chúng ta sẽ đến với phần chi tiết của công trình. Thì đây là cái phần hồ sơ chúng ta úp theo cái khuôn viên của công trình. Đây cái mô hình 3D này. Đây kích thước diện tích cụ thể thì các anh chị có thể quan sát đây này. Chúng ta kích thước là 16,2m, chiều sâu nhà của chúng ta đây có 7,25, như tính cả bậc nữa ra đến bậc đua này là 10m. Thì diện tích phòng khách của chúng ta là 29m2, phòng thờ 10m2, phòng ngủ số 1 12, phòng ngủ số 2 13, phòng ngủ số 3 13, phòng bếp là 18, khu vực vệ sinh của phòng ngủ master này là 4, còn là phòng vệ sinh phòng tắm chung chúng ta đều 2m2, và cái lối đi ra sân sau để chúng ta có thể mổ gà mổ cá ở phía ngoài. Đây mô hình 3D, thứ 2D có bản vẽ 3D cho các anh chị nhé. Đây là cái phần mái của công trình. Ở đây tôi chia sẻ với anh chị là chúng tôi thiết kế theo không phải theo đối trọng, theo dầm. Nếu bình thường các anh chị ở vùng quê chúng ta thiết kế đối trọng, cái này là 85 thì đua vào 85 nữa thì thành 1m7 cơ. Nếu mà chúng ta cứ làm đối trọng thế thì rất mất nhiều chi phí. Các anh chị đặt thiết kế thì 85cm thì chúng ta sẽ giảm được cái chi phí mái chéo ở mái Thái này, giảm đâu đó từ 30 đến 50 triệu tiền mái thì thừa tiền thiết kế các anh chị nhé. Ở đây thì tôi chi tiết cho các anh chị đầy đủ cho các anh chị hồ sơ bản vẽ trong quá trình các anh chị xem. Đấy, đây là phòng tắm 3D này, các cái chi tiết cửa này, đây là mái này, và phần kết cấu của công trình này. Công trình này thì chúng tôi chia sẻ anh chị về kết cấu, đó là móng đơn. Đấy, móng đơn thôi, vì nền đất cứng anh chị nhé. Thì hồ sơ bản vẽ rất là đầy đủ và chi tiết. Đấy, thì toàn bộ cái hồ sơ này chúng tôi đã làm xong và bàn giao hồ sơ cho khách hàng rồi. Các anh chị nhé, các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào mà các anh chị cần tư vấn thiết kế thì hãy liên hệ ngay với Ankato, thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ tất cả anh chị trên tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc. Và mỗi một công trình thì là một sự tâm huyết của đơn vị Ankato nhà đẹp. Và các anh chị hãy nhấc máy lên gọi điện cho chúng tôi, số line là 0386 325 566, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho các anh chị để có được căn nhà mơ ước. Rồi hẹn gặp lại các anh chị video tiếp theo với nghệ thuật của YouTube. Thì các anh chị thấy yêu thích cái video này thì ấn nút like để lần sau thì chúng ta sẽ nhận được nhiều các cái mẫu nhà đẹp hơn. Cảm ơn tất cả anh chị, biết ơn anh chị rất nhiều.